Chào bác trưởng thôn, À, dạo này trông bác không được khỏe. tôi bị chứng nóng trong nên người lúc nào cũng nóng, háo khát, táo bón, nước tiểu vàng. Bổ Thận Thủy Trung Ương 3, nguồn gốc thảo dược dùng cho người nóng trong, háo khát, táo bón, nước tiểu vàng, trẻ em biếng ăn, da mồ hôi trộm. Không dùng Bổ Thận Thủy Trung Ương 3 cho người bị cảm sốt, ăn không tiêu, đại tiện lỏng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bổ Thận Thủy Trung Ương 3, trị chứng nóng trong, táo bón, nước. Tôi bị chứng nóng trong nên háo khát, táo bón, nước tiểu vàng. Bổ Thận Thủy Trung Ương 3, nguồn gốc thảo dược dùng cho người nóng trong, háo khát, táo bón, nước tiểu vàng, trẻ em biếng ăn, da mồ hôi trộm, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bổ Thận Thủy Trung Ương 3, trị chứng nóng trong, táo bón, nước tiểu vàng, trẻ em biếng ăn, da mồ hôi trộm. Bạn bị đau lưng, mỏi gối, chân tay tê mỏi. Bạn bị đi tiểu nhiều lần, sinh lý yếu. Đó là dấu hiệu của chứng thận hư thận yếu. Với sự kết hợp của hơn 20 loại thảo dược, sâm nhung bổ thận trung ương 3 có tác dụng bổ thận, cố tinh, dùng trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu, phụ nữ kinh nguyệt không đều, khí hư, bạch đới. Không dùng sâm nhung bổ thận trung ương 3 cho người mẫn cảm với các thành phần của thuốc, người đang bị ngoại cảm, kiết lỵ, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu, thuốc dùng cho cả nam và nữ. Bạn bị đau lưng, mỏi gối, chân tay tê mỏi. Bạn bị đi tiểu nhiều lần, sinh lý yếu. Đó là dấu hiệu của chứng thận hư, thận yếu. Với sự kết hợp của hơn 20 loại thảo dược, sâm nhung bổ thận trung ương 3 có tác dụng bổ thận, cố tinh, dùng trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu, phụ nữ kinh nguyệt không đều, khí hư, bạch đới. Không dùng sâm nhung bổ thận trung ương 3 cho người mẫn cảm với các thành phần của thuốc, người đang bị ngoại cảm, kiết lỵ, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu, thuốc dùng cho cả nam và nữ. Năm tháng trôi qua, chức năng của thận dần suy giảm, gây ra các chứng như đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Với chiết xuất từ nhân sâm, nhung hiêu, ca ban long và các thảo dược khác, sâm nhung bổ thận trung ương 3 dùng cho cả nam và nữ trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Không dùng sâm nhung bổ thận trung ương 3 trong khi đang ngoại cảm, kiết lỵ, người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Thành công đến từ quá trình đầy gian nan và thử thách. Vinh quang của ngày hôm nay có được từ những viên gạch đầu tiên trong quá khứ. Ngày 11 tháng 2 năm 1962, Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 được thành lập. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra một chặng đường mới với nhiều cơ hội và thách thức. Đến ngày 1 tháng 12 năm 2003, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Xí nghiệp được chuyển đổi mô hình quản lý sang công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3. Năm 2015 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 khi hai nhà máy đạt tiêu chuẩn GMPU đi vào hoạt động. Cùng với đó, mã cổ phiếu DB3 của công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội. Chúng tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp dược phẩm đầu tiên có mặt trên sàn chứng khoán. Trải qua gần 60 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, Dược phẩm Trung ương 3 đã khẳng định được năng lực, uy tín và thương hiệu của mình trên thị trường Việt Nam và quốc tế. Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người Việt, Dược phẩm Trung ương 3 luôn duy trì và phát triển những tinh hoa của y học cổ truyền dân tộc cùng với việc ứng dụng khoa học hiện đại của nền y học thế giới để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất có nguồn gốc từ thảo dược, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người tiêu dùng. Từ nguồn dược liệu phong phú, kết hợp với sự đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại của công ty, đã sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao, đồng hành cùng sức khỏe của nhiều thế hệ người Việt. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ kinh doanh quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Công nghệ hiện đại kết hợp với lao động sáng tạo là nền tảng và cũng là động lực trong sự phát triển của Dược phẩm Trung ương 3. Thấu hiểu những giá trị cốt lõi đó, chúng tôi không ngừng đầu tư cho khoa học, công nghệ, mang những ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất áp dụng vào quy trình sản xuất của mình, đồng thời xây dựng một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh giúp cho cán bộ công nhân viên có cơ hội để phát huy tài năng và phát triển bản thân. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Dược phẩm Trung ương 3 đã từng bước khẳng định sự phát triển toàn diện của mình thông qua năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Sản xuất đạt chuẩn. Năng lực sản xuất của Dược phẩm Trung ương 3 được minh chứng với hai nhà máy sản xuất thuốc tân dược và thuốc dược liệu đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc GMPU. Bên cạnh đó, phòng kiểm nghiệm thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc GLP.
trong bối cảnh toàn cầu hóa, đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Dược phẩm Trung ương 3 tiếp tục mở rộng sản xuất bằng việc đầu tư xây dựng mới nhà máy thứ 3 tại khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng. Quy mô diện tích gần 20.000 m2 với giá trị đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Cùng dây chuyền sản xuất công nghệ cao hiện đại đạt GMP-HU. Hệ thống kho và phân phối. Không chỉ có nền tảng vững chãi về sản xuất, hệ thống kho đạt tiêu chuẩn GSP rộng hàng nghìn mét vuông. Hệ thống phân phối đạt tiêu chuẩn GDP đưa các sản phẩm đến rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. 3 chi nhánh tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh với 100 nhà phân phối, 36.000 nhà thuốc, 1.800 cơ sở khám chữa bệnh. Nhân sự tại Dược phẩm Trung ương 3, con người chính là giá trị cốt lõi, là trọng tâm của sự phát triển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải song hành cùng đầu tư đổi mới công nghệ. Chúng tôi tự hào có đội ngũ nhân sự gần 500 người với chuyên môn và tay nghề kỹ thuật cao, đã qua đào tạo, làm việc ổn định nhiều năm, đang phát huy năng lực trên mọi vị trí công tác. Họ là những cánh tay nối dài vững chắc, góp phần quan trọng làm nên thành công của công ty. Sản phẩm. Ở Dược phẩm Trung ương 3, mỗi sản phẩm là sự kết tinh của những giọt mồ hôi, sự nỗ lực và tâm huyết của tất cả thành viên công ty. Với quy mô 2 nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-HU, hàng năm chúng tôi đã cho ra đời các sản phẩm chính như thuốc từ dược liệu với các sản phẩm tiêu biểu như sâm nhung bổ thận Trung ương 3, bổ phế Trung ương 3 chỉ khế lộ, tiêu độc nhuận gan mật Trung ương 3, cao đơn hoàn tán, cao xoa, cao sao vàng Trung ương 3, hoàn bổ thận âm, hoàn quy tỳ. Thuốc tân dược như Spiramycin, Siroho Trung ương 3, Dobamedrone. Thực phẩm chức năng như Viên Nhung Hưu Trung ương 3, Kiều Sắc Trung ương 3, Forikis Trung ương 3, Vihodan, Đại Tràng Trung ương 3. Đặc biệt, sâm nhung bổ thận Trung ương 3 là sản phẩm chủ lực gắn liền với tên tuổi và thương hiệu của chúng tôi. Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, với những nỗ lực cống hiến mang lại sức khỏe và niềm tin cùng những giá trị nhân văn cao đẹp cho cộng đồng, Dược phẩm Trung ương 3 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 2, Huân chương Lao động hạng 3 cùng nhiều danh hiệu giải thưởng cao quý khác. Giải thưởng Sao vàng đất Việt, top 20 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành dược. Và hơn thế nữa, các sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 còn nhận được sự tin yêu của người tiêu dùng, sự ghi nhận của các nhà thuốc. Đó chính là động lực to lớn nhất giúp cho chúng tôi luôn vững bước trên con đường đã chọn. Bán thuốc đã nhiều năm trên thị trường, tôi gặp rất nhiều khách hàng. Tôi thấy bây giờ khách hàng không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn quan tâm đến chất lượng của sản phẩm. Sản phẩm có chất lượng, có uy tín thì mới mang lại được niềm tin cho khách hàng. Dược phẩm Trung ương 3 là một thương hiệu lớn, có nhiều sản phẩm nổi tiếng và chất lượng. Và giá cả lại phù hợp với người dân tiêu dùng. Nên tôi rất là yên tâm để tư vấn cho khách hàng của tôi. Dược phẩm Trung ương 3 luôn có những đóng góp tích cực cho cộng đồng trong quá trình phát triển của mình. Các hoạt động thiện nguyện hướng tới những người bệnh có hoàn cảnh kém may mắn, người già neo đơn đã trở thành cầu nối làm lan tỏa giá trị nhân văn của doanh nghiệp đến với cộng đồng thông qua những hành động thiết thực và ý nghĩa. Tại Dược phẩm Trung ương 3, chúng tôi luôn thấu hiểu rằng trao đi yêu thương sẽ nhận lại hạnh phúc, văn hóa, tinh thần, sứ mệnh và truyền thống của Dược phẩm Trung ương 3 sẽ không ngừng phát huy, góp phần kết nối vì một cộng đồng nhân ái. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, công ty cổ phần Dược phẩm Trung 3 luôn nỗ lực hết mình mang lại sức khỏe, niềm tin với những giá trị nhân văn cao đẹp cho cộng đồng. Chúng tôi cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, hiệu quả chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cao nhất, giá thành hợp lý. Đó là giá trị cốt lõi mà công ty chúng tôi đã xây dựng, kế thừa và sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Tư duy ấy, tầm nhìn ấy,
chính là động lực đưa dược phẩm Trung ương 3 hướng tới những thành công mới trong tương lai. Sau gần 60 năm xây dựng và khẳng định vị thế dẫn đầu, dược phẩm Trung ương 3 không ngủ quên trên những thành quả, không dừng lại ở sự tự hào. Sẽ không có đỉnh cao nào ngoài những giá trị tạo dựng cho xã hội và làm đẹp cho đời. Đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà dược phẩm Trung ương 3 sẽ không ngừng vun đắp. Đó cũng là lời cam kết của chúng tôi gửi tới khách hàng, người lao động và cả cộng đồng. Chúng tôi vững tin và sẽ không ngừng vươn cao. Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Siro Vi Ho Dan, ngài chi ho viêm họng khản tiếng, dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Vì có Vi Ho Dan, ngài chi ho gió ho khản. Vì có Vi Ho Dan, ngài chi viêm họng khản tiếng. Vì có Vi Ho Dan, hỗ trợ bổ phế giảm đờm. Siro Vi Ho Dan, ngài chi ho viêm họng khản tiếng. Vì có Vi Ho Dan. Siro Vi Ho Dan với thành phần thảo dược thiên nhiên dùng cho người bị ho gió, ho khan, ho có đờm, viêm phế quản, viêm họng khản tiếng. Siro Vi Ho Dan, ngài chi ho viêm họng khản tiếng. Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Vì có Vi Ho Dan, ngại chi ho gió ho khan. Vì có Vi Ho Dan, ngại chi viêm họng khan tiếng. Vì có Vi Ho Dan, hỗ trợ bổ phế giảm đờm. Siro Vi Ho Dan, ngại chi ho viêm họng khan tiếng. Siro Vi Ho Dan với thành phần thảo dược thiên nhiên dùng cho người bị ho gió, ho khan, ho có đờm, viêm phế quản, viêm họng khan tiếng. Siro Vi Ho Dan, ngại chi ho, viêm họng khản tiếng. Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Siro Vi Ho Dan với thành phần thảo dược thiên nhiên dùng cho người bị ho gió, ho khan, ho có đờm, viêm phế quản, viêm họng khản tiếng. Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Siro Vi Ho Dan dùng cho người bị ho gió, ho khan, ho có đờm, viêm phế quản, viêm họng khản tiếng. Viêm khớp, thoái hóa khớp gây nên các triệu chứng đau cột sống, đau khớp gối, chân tay, vai gáy. An khớp Trung ương 3 với thành phần từ thảo dược dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, đau lưng, mỏi gối, đau vai gáy, khó vận động. Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc. Trẻ em bị cảm lạnh, ho do lạnh, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng, nay mẹ yên tâm vì đã có Siro Vi Ho Dan Kit với thành phần chiết xuất từ thảo dược, vị thơm ngon dễ uống, hỗ trợ bổ phế, hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản, dùng cho trẻ em bị cảm lạnh, ho do lạnh, ho có đờm, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản. Siro Vi Ho Dan Kit, ngại chi cảm lạnh, ho, viêm họng, khản tiếng, dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa gây nên các triệu chứng như chán ăn, đau bụng, đầy bụng, khó tiêu, đi ngoài nhiều lần. Nay đã có An Vị Tràng Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, làm giảm các triệu chứng do viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa như đau bụng, đầy bụng, tiêu chảy, đi ngoài nhiều lần. An Vị Tràng Trung ương 3 dùng cho người bị rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng cấp và mạng tính. Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Năm tháng trôi qua, chức năng của thận dần suy giảm, gây ra các chứng như đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Với chiết xuất từ nhân sâm, nhung hiêu, cao ban long và các thảo dược khác, sâm nhung bổ thận Trung ương 3 dùng cho cả nam và nữ trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Hoặc huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ hoạt huyết thông mạch, hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hỗ trợ giảm triệu chứng sau tai biến mạch máu não do tắc mạch, hỗ trợ giúp tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém. Dược phẩm Trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Thực phẩm này không phải là thuốc. Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá không à? Lưu thông máu kém rồi. Thường xuyên mất ngủ nhớ trước quên sau. Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng mất ngủ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, suy giảm trí nhớ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
đặc biệt còn hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành cục máu đông và giảm triệu chứng sau tai biến mạch máu não do tắc mạch. Hoạt huyết thông mạch trung ương 3 dùng cho người lưu thông máu kém, thiểu năng tuần hoàn não, người có nguy cơ hình thành cục máu đông và sau tai biến mạch máu não do tắc mạch. Sản phẩm tốt như vậy với cả của dược phẩm trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi. Dược phẩm trung ương 3 trao sức khỏe gửi niềm tin. Dược phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá không à? Lưu thông máu kém rồi. Thường xuyên mất ngủ nhớ trước quên sao? Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Hoạt huyết thông mạch trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng mất ngủ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, suy giảm trí nhớ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém. Sản phẩm tốt như vậy với cả của dược phẩm trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi. Dược phẩm trung ương 3 trao sức khỏe gửi niềm tin. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.